Tiếp theo là lại rotate quay 90 độ hoặc là đặt gương. Thì đây chúng ta cần phải có một cái ảnh. Cái ảnh này là cái anh này đang chạy từ trái qua phải đúng không? Bây giờ tôi muốn anh ấy chạy từ phải qua trái thì chúng ta sẽ làm nào? Có thể là chúng ta sẽ dùng cái lệnh này, chúng ta co kéo này thì nó cũng được. Nhưng mà cái này là thủ công, nông dân quá. Chúng ta có một cái lệnh trong thẻ home này, phần array này. Chúng ta có cái lệnh flip vertical hoặc flip horizon. Đây là theo cái tâm ngang, đây là theo cái tâm dọc. Ví dụ đây chúng ta đặt sang bên này. Tâm dọc, nghĩa là đường dọc tâm để đặt này. Thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái hình vẽ này để chúng ta biết thôi. Thế còn đây là đặt theo tâm ngang. Ví dụ ngược như vậy. Đó. Thế còn đây là xoay 90 độ. Nó cũng tương đương một cái nút này đúng không? Bây giờ chúng ta có một cái bài tập này để thực hành cái việc group ungroup cộng với cả cái lệnh flip là cái lệnh đặt gương. Ví dụ tôi có cái đề bài như này. Cái hình vẽ này nó đang được sắp xếp A ở dưới cùng, BCD ở trên cùng và cái BCD nó lại theo cái chiều từ phải qua trái. Đó. Thì bây giờ tiêu chí là chúng ta sẽ có cái A ở trên cùng và đi theo cái chiều này. Đó thì BCD ở dưới và theo chiều từ trái qua phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nào. Khi mà đặt gương chúng ta chú ý cái này là đối với cái đặt gương theo tâm ngang thì cái chữ nó bị lộn ngược. Đó. Thế còn đối với cái đặt gương mà theo tâm dọc thì chữ ấy, nó xoay nhưng mà nó vẫn đổi chiều được. Nó không có bị ảnh hưởng gì cả. Cái chữ nó tự xoay được. Thế còn cái chiều chiều ngang này thì nó không tự xoay được. Bây giờ là chúng ta sẽ bao toàn bộ này. Chúng ta ấn Ctrl G. Chúng ta sẽ đặt gương tâm ngang trước, lộn ngược đúng không ạ? Để cho A lên trên và BCD xuống dưới. Rồi chúng ta sẽ đặt gương qua tâm dọc để cho BCD nó từ trái qua phải. Rồi, thế còn bây giờ xử lý cái vấn đề lộn ngược này như này. Chúng ta Shift Ctrl G là vỡ nhóm. Và đây là chúng ta sẽ chọn những cái đối tượng này để cho nó lật qua chính trọng tâm của nó. Đó, vậy là xong. Vậy thực ra chúng ta ở đây chúng ta chỉ cần làm có mấy lệnh thôi. Trước hết là chúng ta Ctrl G đúng không ạ? Đặt gương này, để vỡ nhóm này. Sau đó chúng ta sẽ đặt gương các đối tượng này qua chính tâm của nó. Đó, thế là xong. Đây cái bài nguồn gốc của nó đây. Thì còn là chúng ta sẽ đào cái đại bài này về để chúng ta thực hành.